Tiếp theo sẽ được chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 12, thành đoàn Châu Đốc phối hợp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Châu Đốc tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023 tại xã Vĩnh Châu. Tại chương trình, đoàn viên thanh niên xã tổ chức ra mắt mô hình ngôi nhà phân loại rác thải với tổng kinh phí thực hiện trên 10 triệu đồng. Đội Rác thải nhựa nhận quà và trao tặng 100 phần quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022 xuân tình nguyện năm 2023 là hoạt động để đoàn viên, hội viên thanh niên phát huy vai trò xung kích tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái chung sức giúp đỡ các thiếu nhi phần nào giảm bớt khó khăn trong cuộc sống đồng thời tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường phân loại xử lý rác thải góp phần xây dựng địa phương sáng xanh sạch đẹp